coi con chứ mà không. Buồn quá, hồi xưa mẹ mình cởi bước ra rừng là gặp thằng voi không. Bây giờ mình đi hết một khu rừng, mình không thấy một con voi nào nữa ngoài con cho con là mình. Các bác voi bị bọn săn trộm bắn lấy nhà hết rồi. Á, cái gì voi của mình đâu rồi? Nó chết rồi. Mấy khán giả có thấy gì voi của con đâu không? Con cầm đây có thấy gì voi của con đâu không? Không thấy, không thấy. Voi của mình mất rồi. Ủa, mình là voi con mà. Thì mình chưa có nhà. Nên mình đâu có bị mất đâu. À, mình quên mất. Nhưng mình vẫn buồn. Vàng ơi, hãy cầu nguyện cho chúng con đừng bị tuyệt chủng. Để mà mỗi con lớn nên cần kéo gỗ cho buôn đàn. Vàng ơi. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.